วัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนสวยมากขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะAnh nói là quân sủi má, tức là cô đẹp lắm. Cái cổ mấy này cảm quân kha, tức là cảm ơn anh. Và anh mới nói là mấy bạn lại khám, tức là không có chi. You understand him? Chết, chết là lý đó. Lý đó. Có lẽ. Có lẽ. Có lẽ. Là gì? Là like, là nhiều kiểm. Giả gì bỏ không giờ nữa.จะตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของของท่านก่อนที่จะลงจากเครื่องบินหากท่านมีข้อขัดขืน We have now landed at Bangkok International Airport. Mình đợi đây nhiêu lâu rồi sao? Chút xíu à? Chút xíu là bao lâu? Ăn tiếng không? Trời ơi, nó nói chút xíu mà ăn tiếng gì? Anh hỏi anh chi hả? Anh hỏi coi có từ giờ đặng anh đi restroom. Đâu đi restroom hả? Restroom đi mấy lần cũng kịp á. Vậy là đợi đây cả tiếng đồng hồ à? Gì tiếng? 8 tiếng. Chuyển máy bay làm gì 8 tiếng lên. Đi qua đây coi. Mấy chiều trước nghe lời anh bút cái hãng Yva, mình đâu có chờ chuyển máy bay lâu dữ vậy nè. Tại vì hãng Yva nó không chịu sell. Còn hãng Thái Lan nó đang sell mà. Hơi buổi khó khăn chứ bộ. Trời buổi khó khăn. Thấy hả, lúc nào hãng vé máy bay mà cheap, vé máy bay mà rẻ thì nó bút cho tụi mình đi. Cái gì dữ vậy? Chờ có 8 tiếng đồng hồ mà ba thằng mình tiết kiệm được 90 bạc á. Bên kia có gì đóng thì đi qua coi. Nè, đưa vé máy bay với passport đây. Hai bay chuyên môn là mất độ không mà. Có gì mất công lắm, đưa đây. Cháu dữ vậy. Đi. Đúng rồi, là đúng phía tay là đúng phía tay là đúng phía tay. Đại hạt đá Tây Ban Nha. Rồi, hết giờ rồi. Chết cha. Ủa, đội nào thắng vậy? Anh chào đàn đạo biến tiếng Thái. Có tốt khá. Kanen tháo lại. Kanen tháo lại. Kun, put, pa xã Thái. Đầy mai. Bây đai. Đầy mai. Bây đai.Mày đái. Ôi đi ông nội vô mệt quá, nó đá phạt đền rồi kìa. Ở đó mà mày đái tao đái hoài. Em ra chiến thắng đi gặp. Thủ của Tom Tua gặp Casillas. Lớp chiến. Đau thang của cái đàn bì cái Casillas. Con thứ 2 của Cao Lý Tài. Yo.เขาเลี้ยงขนาดซ้ายครับแต่ว่าจุดโทษเขายิงด้วยเท้าขวาเขายิงถ้ายิงเข้าชั้นนำเกาหลีใต้สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบตัดเชือกฟุตบอลโลกCái áo đổi lộn với cái thằng ca kia rồi. Làm sao? Thì giấy tờ ở trong chứ làm sao? Trời đất ơi! Chạy đi kiếm lẹ đi!
thì 10 giờ sáng ngày mai á có passport mình ra phi trường đi standby vậy. Ở lại Thái Lan có một đêm làm gì cằn nhằn dữ vậy? Nếu anh không đòi giữ giấy tờ đâu có ra nông nổi vậy. Thì anh không giữ giấy tờ của hai đứa thì anh cũng làm mất giấy tờ của anh thôi. Thì mất mình anh thôi chứ. Có gì khác đâu. Giờ thí dụ anh mất cái passport đi, ông đẻ Sơn với Liêm mới nở lòng nào để anh ở lại đất Thái này đi về Mỹ mình à? Có phải không? Có phải không? Ê, Thảo, giận chơi thôi, giận hả cha? Liêm không có giận á. Chứ giận thiệt kìa. Thảo. Không, giận chơi mà giận chơi. Có nghe nó nghe nè. Lát người ấy gì cũng chắc đi ăn được ăn Thái. Thôi, cài lông ăn rồi. Chưa nè. Gì đâu giận như vậy. Không ăn được ăn Thái thì anh em mình đi uống bia. Ừ. Ôi, bụng bự luôn không uống. Em dẫn anh đi massage Thái. Tại sao hồi nãy ở dưới hotel á có cái massage á, Liêm không dẫn anh vô, dẫn anh đi đâu mà xa quá vậy Liêm? Trời ơi, không có hiểu gì hết trơn á. Ở Thái Lan này nổi tiếng nhất là foot massage. Cho nên là mình phải đi bộ cho thiệt là xa. Cho nên là mỗi chân á, là tới đó massage nó mới đã. Trời ơi, bởi vậy ta mới gọi là massage. Anh thấy không? Nhờ em chip đó. Không phải. Giờ bút cái vé máy bay chip. Thành ra bây giờ anh mới được thưởng thức cái môn mà foot massage nổi tiếng của Thái Lan. Tôi đừng nói nữa, tao nôn lắm rồi, đi mẹ đi. Ê, khoan. Ê, thằng kia. Có nhỏ đứng thành cầu làm gì vậy? Phải người không, ai tượng? Người. Ê, trời ơi, nó muốn nhảy cầu tự tử cha ơi. Nè, báo trước nha, mình ghét nhất là nước nha. Khoan, ha. Hai mày đứng yên đây nghe, để tao lại tao coi nha. Đi tới Thái Lan qua nói đi. Khó thốt khạp. Khun tham a lái. Hai, thỉnh ta cha tay. Ê, điêu. Cậu nói gì vậy, cậu nói gì vậy? Cậu nói cậu muốn nhảy vào cầu tự vẫn chết. Trời đất ơi. Ấy giờ anh qua anh nói chuyện với cổ, anh kéo dài thời gian rồi đi. Em với Liêm đi vòng qua phía bên kia, chụp cái mông cổ lại. Ê, không, chụp cái hông cổ lại. Chụp đàng hoàng, không chụp tay bạn nghe không? Chụp đàng hoàng mà. Nói câu giờ. Có thốt khắp. Còn thiết hôn cha cái đột nam tay, chuối bọt bổm, mi ạc ụp nô thế đăng thi sột thế nãy khắp. Anh đi qua hết cầu nè, tối này sẽ đèn đỏ, thứ gì cọ trái. Đi ba bốn cạnh là tới liền. Còn hai anh kia đứng có chụp em. Đâu chụp gì đâu. Đâu chụp gì hết. Ủa? Ê, cậu nói tiếng Việt Nam, nói tiếng Việt Nam. Em là người Việt Nam mà. Ủa? Tụi anh là Việt Nam nè. Mày nó bước tới một nửa, em lại xuống đó. Thụt lùi. Không bước nữa. Nhưng mà anh nói em biết trước nghe. Em mà nhảy dưới á, anh sẽ tình nguyện nhảy xuống dưới ôm em liền. Không phải. Ý anh nói là ôm em để cứu em lên. Đúng. Để anh này anh cứu trước đi rồi anh sẽ hô hấp nhân tạo cho em. Sau khi nó hô hấp nhân tạo rồi đó, anh sẽ tình nguyện. Anh làm gì? Anh làm gì? Thôi không dám nói đâu. Nói ra cổ không dám nhảy cầu luôn đó. Mà thôi nè, em đẻ đẹp gì mà tại sao em muốn tự vẫn? Em bị ép lấy chồng. Hả? Cái gì? Ép lấy chồng hả? Thằng chó chết nào vậy? Ba em. Xin lỗi em, không phải cho chết. Em ơi, cho nói thăm là ai mà được diễm phúc, anh nào mà được diễm phúc làm chồng của em vậy? Anh gì mà anh? Tại tụi ông cứu nội em đi có. Ủa? Già dạ lắm á, già dạ trở anh Thảo á. Mà xưng như vậy mới xưng đáng tụi ta còn ổng. Chị em hỏi mấy anh nha. Sao? Có tiền làm diễm phú. Muốn cái ai cũng được. Vậy hả? Thì tình yêu còn ý gì nữa? Đúng rồi. Trời ơi, hôn nhân nó có điều kiện chứ. Ít nhất em phải được chia phân nửa gia tài mới chịu. Ừ. Không có. Xin lỗi. Hai thằng em của anh đó, nó không có bình thường giống như người ta. Đúng rồi, khùng giống cha này. Đâm có chết, bây giờ để tôi nói chuyện. Thôi bây giờ đó, em bước xuống đi. Thấy không? Anh sẽ tìm cách giúp cho em nha. Em không còn cách nào nữa hết. Em chỉ muốn chết thôi. Nước làm gì? Đạt cho cô tỉnh. Nước. Ui, ổn rồi.
Đây này. Đâu? Ở dưới kìa. Hả? Đó. Đâu? Sao nãy nó ghét nước mà. Ông bà em sang Lào, kẻ thời thời Pháp thuộc. Đến em làm mấy đời rồi. Sau khi nghe mẹ em khuyên, phần thì thấy hoàn cảnh gia đình nghèo khó, cho nên em đồng ý lấy chồng. Sau khi qua Thái Lan thì em mới ngỡ ngàng được biết là lấy một ông già tỷ phú trùm mafia. Dư tiền quá, ông không biết làm gì hết, cho nên ông chơi cái trò sưu tầm vợ bé. Mỗi người vợ ông cưới về là từ mỗi nước khác nhau trên thế giới. Vợ Việt Nam là em. Nghe cái chảy nước miếng. Mafia thôi chứ bộ El Qaeda sao mà cho quậy dữ vậy? Người ta chứ bộ tem sao mà sưu tầm? Người sưu tầm ai sưu tầm chứ sưu tầm con gái Việt Nam là không có được đó nha. Tự ái dân tộc nổi lên rồi đó. Đúng á. Nếu vậy mình phỏng tay trên của ông trước đi. Sơn phỏng tay dưới cho. Thôi bây giờ như vậy đi, tụi mình tìm cách đưa cô Kiều vượt qua biên giới Thái Lan, trở về sum họp với gia đình đã làm. Không được đâu, giấy tờ passport của em ông giữ hết rồi. Còn tai mắt của ông khắp nước đâu cũng có, làm sao mà em trốn đi được? Bộ em tưởng anh sợ công già đó lắm hả? Trời ơi, nhìn mặt thằng này mà biết sợ à. Nè em thấy không, thẹo nè, thẹo trên mặt rồi thấy không? Cái thẹo này á hồi nhỏ. Bị mũi Cà Mau nó cắn á. Thôi được rồi, bây giờ á anh sẽ đưa em về khách sạn nghỉ ngơi trước. Rồi cái chuyện giấy tờ passport em đừng lo dành để anh. Anh sẽ cho hai thằng em của anh đi gặp ông già đó lấy passport về cho em. Ai đi gặp ông? Thì Liêm với Sơn chứ ai. Còn anh? Anh gì? Tự nãy giờ anh nói mà hai đứa bay không nghe vậy trơn á. Anh nói là anh sẽ đưa cô Kiều về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi trước để chờ hai thằng bay đem cái passport về. Ý, chơi giọng cha vậy. Làm như đại ca của người ta vậy. Ông ấy để em đưa cô Kiều về khách sạn cho. Anh đi với thằng Sơn đi. Sơn cũng đưa cô Kiều về khách sạn mà. Cái gì, hai đứa đưa cô Kiều về khách sạn để anh đi mình sao? Thì hồi nãy anh nói anh không sợ mà. Thì anh đúng nói anh sợ đâu. Vậy đi mình đi. Đi. Nhưng mà để cô Kiều một mình đi với hai đứa bay, tao không có yên tâm. Thôi anh đừng có lo gì trơn á. Em với lại Liêm sẽ bám sát đi, dính với cô Kiều luôn. Bởi vì anh này mới lo đó. Thôi ba đi chung đi. Một mình ảnh đánh không lại mấy chục thằng xã hội đen đâu. Còn em ở lại khách sạn đợi mấy anh về trước khi trời sáng. Mà mấy anh không trở về thì mấy anh biết tìm xác em ở đâu rồi. Thảo ơi, mình có đi lộn chỗ không vậy? Chỗ gì mà lớn quá vậy? Nhìn giống cái tòa bạch ốc quá. Bạch ốc gì bạch ốc, ở đây là Thái Lan. Quên, bự quá. Ok, đúng là chỗ này rồi. Tất cả chuẩn bị tác chiến. Ok, vậy bây giờ anh với Liêm đi vô trong đó đi. Sơn đứng đây canh chừng cho. Ê, canh chừng ai ngoài này? Sơn canh chừng coi có thằng nào nó chạy ra. Sơn nhớ mặt đó. Nếu có thằng nào chạy ra là hai thằng này nè. Sợ không còn mạng chạy ra. Tụi bay bình tĩnh chút có được không? Nghe anh mày dặn dò nè. Sao? Cái điều thiết yếu nhất
đừng bao giờ tỏ vẻ sợ hãi, hiểu chưa? Nếu như lỡ có chuyện gì mà rút lịch xảy ra, tất cả theo kế hoạch cũ thì hẳn. Kế hoạch cũ là kế hoạch gì? Mạnh nào thấy chạy. Đứng lại, chuẩn bị vô. Bosses, who are you? I am Việt Thảo. I am Vân Sơn. And I am Bảo Liêm. We are Việt Thảo, Vân Sơn and Bảo Liêm. He says, who can? He means, what are you? What? We come here for Kiều's passport. If we don't get it, you will never see her again. Chơi đuôi. Thấy anh mày làm việc chưa? Hai thằng bay còn phải học hỏi anh mày nhiều. Đi. Mít lòng trước là đặng lòng sau. Thôi bây giờ ba anh em mình đừng gì một người con gái mà ba anh em mình mít lòng nhau kỳ lắm. Cái đó đúng. Anh Thảo là đàn anh, lúc nào anh cũng nhường nhịn cho em Út. Còn Sơn á là tánh thương anh em, luôn luôn lo cho anh em trước rồi mới lo tới mình. Vì vậy nhìn thấy ái nái lắm. Cho nên trước khi hai người mà nhường cô Kiều lại cho Liêm á, Liêm xin chân thành cảm ơn hai người trước nha. Thảo. Liêm, Sơn rất là đồng ý với Liêm. Về vấn đề của anh Thảo là một người đàn anh rất đáng mặt đàn anh. Đúng. Tại vì Sơn biết là anh Thảo sẽ không bao giờ tranh giành với anh em của mình. Còn Sơn thì thương anh em rồi đó giờ rồi.
nhìn thấy Liêm mà ái nái gì cô Kiều. Sơn chịu không có nổi. Không sao đâu. Vì vậy ngày hôm nay Sơn quyết định là sẽ lấy cô Kiều để cho mọi người được vui vẻ. Bằng ấy. Hai thằng bay á, hiểu ý anh mày quá. Từ trước đến nay lúc nào anh mày á cũng nhường hết cho hai thằng bay. Miếng hai thằng bay vui là anh mày vui. Là không có anh đâu, em Sơn coi gì đâu. Cảm ơn, cảm ơn. Vậy là con hai thằng đúng rồi. Nhưng mà không ngờ ngày hôm nay chỉ vì có đứa con gái. Hai thằng bay nở lòng nào á, mở những lời nói mà vô tình vô nghĩa đối với anh mày. Dẹp, không có nhường cô Kiều cho thằng nào hết. Ủa? Kiều! Kiều! Má đi về rồi hả? Có hiểu cái bo cho em không? Nè. Chật rồi! Không phải bo của em. Vậy vậy? Mấy anh bị ông già đã gạt rồi. Chết! Tụi nó tới rồi! Tụi nào? Tụi nào? Chạy chạy chạy.
Chúc anh ngựa ngon nha. Khoan. Ấy có gì anh không ngủ được không? Không ngủ thức làm gì? Thì tôi thức tôi chơi. Người ta ngủ hết rồi anh thức chơi với ai? Tôi chơi với... Chiều khuya lơ khuya lắc không đi ngủ. Ở đứng đó mà chơi. Ủa sao anh kêu tụi tôi về hết rồi anh đứng đây anh làm gì vậy? Thì tao đứng đây tao chơi. Vậy ba đứng đi chơi nha, em vô ngủ trước hả? Ui dao dạ. Nó chơi gì kỳ cục vậy cha? Gì kỳ cục? Vậy chứ tao đứng đây tao đâu có gì đâu mà tao chơi. Vậy sao anh chơi tay anh chơi tay tôi? Chơi tay tao đau sao mày? Khoan, nó chơi cho vui. Nếu mà tối có gì cần đó cứ kêu ba để anh qua giúp cho nha. Dạ vậy thôi, cảm ơn mấy anh nha. Thấy rõ ràng rồi nha. Hồi nãy cô nhìn tôi cô hôn đắm đuối. Ngày mai thấy tôi với cô Kiều đi đâu, làm ơn biết điều tránh ra để tôi làm việc nha. Hả? Cái gì? Gì vậy? Con mắt lọ còng hả cha? Lọ còng hả? Sao vậy? Trời ơi, cô hôn là hôn tôi nè. Ừ, có chút xíu gió của tôi bị đặt hiểu lầm nè, bung ba cái đúng áo luôn thấy chưa? Trời ơi phê quá. Tao cười ác bay quá đi. Sao vậy? Cổ hôn là hôn thằng anh mày nè. Không tin hả? Không tin hả? Không tin bây giờ ba thằng qua bển hỏi cổ cô cứu thương thằng nào không, để anh em mình khỏi mít lòng với nhau. Đồng ý. Mắc cười quá. Dạ. Dạ. Ngồi nào. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi cha. Tụi anh định qua hỏi em. Hỏi gì quên rồi. Cha này cha già rồi. Đầu óc bị lú lẫn. Tụi anh qua đây định hỏi em là em mới tắm xong rồi. Không phải. Rồi bạn bên kia hỏi gì qua hỏi đó đây. Hỏi đi. Không phải. Ý tụi anh qua đây muốn hỏi là cho mượn cái khăn tắm.
Ờ, bộ em đã banh dữ lắm sao mà cái bắp chuối nó cứng ngắc vậy. Ban ngày đồi núi chập trùng dữ lắm mà sao giờ nó ngắt hả? Mộ em gọi đầu bằng xà bông chanh sao mà nó chua quá vậy? Mình đang ở Bangkok. Từ đây mình sẽ đi bằng xe lửa tới Nong Khai. Ở đây gần biên giới Thái Lào. Từ đó mình tìm cách băng qua sông Mekong là tới. Mình thấy có được không? Được. Đẹp chứ. Quá đẹp. Đẹp. Cái gì đẹp? Nong Khai đẹp. Đẹp lắm á. Quá đẹp luôn. Hai đứa bay có tới đó lần nào đâu không biết đẹp. Nhìn bản đồ nè, đồi núi chập trùng. Đâu gì đẹp đâu. Anh ngồi bên hướng bên đó anh đâu thấy gì đâu đẹp. Nhìn bên này qua rồi mà hướng bên đây rồi mới thấy đẹp. Còn bên đây mới thấy đẹp. Đẹp lắm á. Đẹp á. Đẹp. Bực bội quá. Gì vậy? Ăn không yên à? Coi nè, giả ai kêu giả? Giả Nhật xấu quá à. Kêu gắn râu rồi đó, nhổ cũng chết luôn à. Xấu vậy á? Nó nhìn mới không ra. Giả dạng đồ đẹp chứ xấu nữa. Vậy sao không kêu ông Thảo giả người Nhật luôn đi? Kêu giả người Thái Lan làm gì? Bạn biết có nước Thái Lan mà. Ông giả Thái Lan mà người dân quê nghĩ mới giống chứ. Ê, gì vậy? Lấy gói được sao? Sợ đến chết mới ăn em. Vậy chứ tại sao ông Thảo được ở chung phòng cô Kiều Liêm được? Thì tại vì mỗi phòng thì chỉ có hai người thôi. Nếu mà Liêm cảm thấy bực bội quá thì đưa bên kia đổi chỗ với Thảo cho. Được không? Vậy đi. Nói được đi. Nhưng mà nhớ nha, đổi chỗ với lại cô Kiều á. Đừng có đổi chỗ với Thảo. Để cho cô Kiều qua đây ở với Liêm. Giỡn chơi hoài. Ê, hai bé đi lộn buồn rồi, qua bên kia nè mày. Anh Thảo đang nắng kênh cho em nè. Ừ. Để em đứng dậy cho mọi anh. Thôi, em cứ ngồi tự nhiên. Ngồi. Để Thảo đứng dậy được rồi. Nghe đây. Hồi nãy giờ không ê đích à. Ok, bây giờ bốn mặt một lần. Anh hỏi cổ cho rõ ràng đi. Hỏi gì? Hả? Thì câu hỏi mà tối qua anh em mình muốn hỏi cổ á. Ừ. Câu hỏi gì? Bây giờ anh không nhớ phải không? Được rồi, để tôi hỏi cổ. Em. Dạ. Yeah, who are you? They don't belong to be in here. I'm sorry, you have to get back to your seat. Go. Nào. Bye bye. Hai bay đi, cái này để lại. Bye. Come on, go. Tao. Ok, sir. Bye. Vậy mà còn coi là anh em gì nữa? Anh em còn khỉ khô gì? Chưa gì hết trơn, chả chơi, chả bóp trên cô Kiều rồi. Một lát nữa này, chả bóp cái gì nữa. Em biết không, ở bên Mỹ á, khi ra ngoài ít khi nào mà anh tự giới thiệu mình với người ta. Tại vì nhiều khi người ta không hiểu á, người ta nói mình nổ. Bữa nay là tại vì em bị trật chân á, thành ra anh mới để lộ thân phận của anh ra. Chứ em đừng có nghĩ gì hết đâu nha. Dạ đâu có. Em thích những người đàn ông mà thành thật như vậy đó bác sĩ. Ấy, đừng có kêu bác sĩ. Tại vì em kêu bác sĩ á, lỡ thằng Sơn, thằng Liêm mà nó nghe được á, nó nói anh muốn giật le với em. Thấy không? Nè bây giờ em phải ăn nè. Ráng ăn cho có sức. Để mình còn đi xa lắm. Em ớt được không? Dạ được. Vì em hết đó nghe. Chứ cái này là kỳ với anh lắm á. Không có bao giờ anh đụng đi tới nó đâu. Kỳ lắm á. Nè đó, em ăn đi. Dạ. Ướp cái gì ca gì? Ý ấy à. À ớt Kiều ơi, Kiều ớt.
lấy nước, nước Kiều ơi, lấy nước, nước, nước. Để ra ngoài lấy nước canh nha. Cay cay quá Kiều ơi, Kiều Kiều, lẹ lấy nước cho tôi đi Kiều. Lẹ lên, lẹ lên. Cay quá, lẹ nước. Đó đó đó. Có nghe tiếng leng keng không? Đó. Nghe không? Đó. Liêm không sợ tiếng leng keng. Liêm sợ tiếng sột soạt. Không lẽ cứ ở đây chịu đựng như vậy sao cha? Còn lâu. Hay là giờ sân ra trận ông xét vé này. Liêm qua bà Liêm hỏi cổ tôi ra sự thật. Liêm chặn ông xét vé đi. Sơn đi hỏi cổ cho. Nó đâu sao cũng được. Đi. Ui da, gì vậy? Chết mẹ, trễ rồi. Mới có mấy phút mà trễ rồi. Trời ơi. Cái thảo cho thời hay dữ gì sao? Vậy là tan nát đời em Kiều của tôi rồi. Kiều ơi. Kiều ơi. Buồn quá gì làm nhớ chơi tôi. Xin lỗi em vào không đúng lúc. À, nước đâu? Nước. Hô. Where is the girl? What? I says, where is the girl? The girl. Oh, let me down. I'll tell you. Let me down. Well, I don't know where the girl is, but I know for sure that the other two guys in the next cabin. Okay? Sorry. Ráng đi.
À, không 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 không, đừng đừng kêu bác sĩ, không có sao đâu. Hồi nãy cái tụi áo đen đó bị anh đánh tụi nó te tu á, chạy xếp hàng có cờ mà, chứ không phải như hai cái thằng gà mái này đấy á, cứ thể đụng chuyện cái là chung vô buồn trốn à. Thì hồi nãy mà không có thằng anh này đó hả, thì tao không thể tưởng tượng được là cái chuyện gì sẽ xảy ra cho cô Kiều nữa. Anh Thảo, anh có sao không vậy? Hồi nãy thì thấy nhiều sao lắm, nhưng bây giờ thì bớt nhiều lắm rồi. Vậy em đưa anh ghế ngồi nha. Tự nhiên trong người nó lạnh rung hết trơn à. Nó lạnh quá, lạnh quá, em có cách nào làm cho anh bớt lạnh không? Để tôi giúp cho, giúp cho anh lạnh. Để tụi em giúp cho. Đó, không. Để tụi em giúp cho, đỡ anh lên. Tôi nói là lạnh. Đỡ anh lên, đỡ anh lên, để anh lo cho. Để tụi em giúp cho mà. Để lại cho anh mấy cái bệnh. Anh em lâu ngày có gì lo cho một lần chứ. Em biết lạnh, đắp lại cho anh, em lạnh. Lo cho. Đến đi. Em chạy tắt cái máy lạnh, tắt cái máy lạnh đi, tắt còn ấm liền nha. Ấy ông ngồi bên kia. Phòng có máy lạnh cho nó mát liền ơi. Đi đi Kiều. Nằm nghỉ ngơi cho nó khỏe cái không. Tao không để cái hàng mì yên đâu. Kiều ơi, hai đứa tụi anh có cái chuyện này. Mày để Liêm nói cho. Sơn nói cũng được vậy. Sơn cứ nói lòng vòng lắm không. Để Liêm vô thẳng vấn đề luôn. Liêm anh gian đi. Gian đúng gian. À, Kiều, tụi anh có một vấn đề rất là băn khoăn từ hôm qua tới nay. Tại vì có anh Thảo nên không có tiện nói ra. Hôm nay chỉ có ba người. Anh muốn nói là cái chuyện đó nó chỉ liên quan tới anh với Sơn thôi. Hai đứa chứ anh Thảo không có liên quan gì hết trơn á. Đừng nghĩ gì tới ảnh nữa nghe. Vấn đề là như vậy. Anh Thảo có chuyện gì không nữa? Anh không có bị gì đâu. Đừng có lo. Thôi đem qua tòa án có sao không? Khỏi qua em ơi. Tại vì tôi quên nói với em á, là anh Thảo anh bị cái bệnh giật kinh phong. Đúng rồi. Còn nó đang lên cơn á. Mỗi lần lên cơn vậy anh giật chừng 3-4 tiếng là chết à. Không có, 3-4 tiếng là anh hết giật. Không sao hết trơn á. Tôi bị anh quá à. Trời ơi, bị kinh phong vậy tội nghiệp gì. Sao vậy? Trời ơi, anh còn bị nhiều bệnh khủng khiếp hơn vậy nữa đó. Nhiều bệnh lắm. Ví dụ như là bệnh ghẻ ngứa. Nhớ đừng lắm. Đứng gần ảnh nha. Đứng gần ổng coi chừng bị lây á. Đó, thấy không? Yên rồi thấy không? Hết giật rồi đó. Giờ bắt đầu qua bệnh ghẻ ngứa đó. Em không tin em về phòng em coi coi. Trời ơi, chả đang chạch quần chả gãi vậy nè. Trời ơi, ghê lắm. Ủa, trở lại vấn đề của tụi anh nha. Vấn đề của tụi anh là... Em biết anh muốn nói gì rồi. Ủa vậy hả? Bé anh muốn hỏi ý kiến của em cái gì? Đúng rồi. Tại hai nó hỏi em mới nói nha. Cứ nói tự nhiên đi, đừng ngại. Nói đi, đừng quá. Anh Sơn á, hơi to đó, nhưng rất là nhẹ nhàng. Đúng rồi, con người lúc nào cũng lịch sự và dịu dàng. Còn anh Liêm á. Anh sao? Hơi nhỏ con, nhưng rất là cứng rắn. Chứ sao, trời người có lập trường mà. Cho nên á, nghĩ sao? Đúng quá. Sao em nghĩ là anh Liêm á là chồng, còn anh Sơn là vợ, phải không?
Thôi em xin phép ra ngoài, tao đã tức xíu nha. Trả lại tự do cho hai anh. Nhớ khóa cửa điện thoại với mấy chị. Tha lỡ đâu vậy Tiêu? Tại sao không à? Để hoàn cảnh này kéo dài thế là con Kiều được lọt vô tay của Thảo thôi. Tại Liêm á. Liêm sao? Nó đè hung ta nè. Nói nữa, đi theo cụ kiếm cách giải thích cho cụ hiểu rõ ràng đi. Lẹ lên. Kiều ơi, hối đại đi cổ trọng á. Không biết phải giải thích với em như thế nào nhưng mà thật ra đó là em đã hiểu lầm anh rồi. Anh không phải vậy đâu. Thằng Sơn á mới đúng như lời em nói vậy đó. Tội nghiệp nó ghê à. Nói kì sao? Bánh bạ mà. Kiều ơi, anh Sơn nè cưng. Kiều. Kiều ơi, em đừng có nghe anh Liêm nói vậy nha Kiều. Anh Liêm chọc anh là giỡn chơi thôi à. Em biết không, ngay từ cái giây phút đầu tiên mà gặp gỡ em đó thì ba anh em tụi anh nè đã đem lòng thương mến em rồi mà không có ai dám nói ra hết trơn á. Tại vì biết chính em mới là người quyết định cái chuyện này. Thành ra mấy anh em tụi anh muốn đi hỏi em để mà em trả lời cho nó rõ ràng, để mà ba anh em đừng có bị dẫm chân lên nhau nữa. Riêng anh Thảo á, thì anh biết là em không khoái gì ban mặt chả đâu phải không? Trời ơi, em chả vừa già vừa xấu vừa lùn, bệnh tật tùm lum hết trơn á. Thành ra đứng kế em đâu có xứng, chỉ còn lại có anh với anh Liêm đây thôi à. Em nói đi, vậy em thương ai? Em nói đi, nói đại ra đi, cho tụi anh mừng, thấy không? Nói đi, mắc cỡ thì nói đại chứ nói cũng được. Anh Sơn hay anh Liêm? À. Hả? Kiều ơi. Kiều. Cái tôi hỏi anh chứ cái chuyện. Nè nè nè, mấy anh ở đây giải quyết công chuyện đi nha. Tôi qua phòng của Kiều trước à. Ê ê ê ê, hổng mày.